đi vào bển đi hả ta? Các tiết mục nghi thức như múa lông mã,
và quán hiểu thủ hướng tôn vinh sự điều hòa của vạn linh bằng những giai điệu âm thanh vẻ đẹp muôn hình của cây cỏ và họ của sắc màu. Qua quan sát từng mô hình, ban tổ chức nhận xét chung các gian triển lãm năm nay có nhiều tiến bộ, màu sắc hài hòa, sáng đẹp hơn, đường nét tạo hình chọn lọc hơn. Mỗi nơi có một sắc thái riêng độc đáo, tất cả đều đạt được ý hướng chủ đạo, thu hút đông đảo người thưởng ngoạn. Qua đó khơi dậy được nhận thức đạo đức truyền thống của dân tộc và đạo pháp, khích lệ con người hướng về lẽ thật, tôn vinh điều thiện, trân trọng cái đẹp, quý trọng tình người, hòa hợp yêu thương, nương tựa vào nhau, xây dựng xã hội chung sống thanh bình, ấm no và hạnh phúc. Hội đồng trưởng quản và ban tổ chức ghi nhận sự tận tâm tận lực của các ban cai quản, của quý chức sắc, quý chức việc, quý đồng đạo. Các nghệ nhân đã đem hết tâm thành tạo dựng mô hình, ứng trực ngày đêm bảo quản các gian triển lãm luôn trong tình trạng tươi đẹp để hiến lễ và phục vụ tốt cho khách thập phương, đồng thời thấy được công sức lớn lao của các bộ phận bảo vệ an toàn trật tự, giúp cho cuộc đại lễ thành công mỹ mãn. Hội đồng trưởng quản xin chân thành cảm ơn quý cấp lãnh đạo đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban tôn giáo, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, huyện Hòa Thành, thị trấn Hòa Thành đã tạo điều kiện và tận tình giúp đỡ cho ban tổ chức thực hiện chu đáo chương trình đại lễ. Hội đồng trưởng quản xin gửi lời khen ngợi chung tất cả mọi công sức của toàn đạo đã vì niềm tin mạnh mẽ vào đạo pháp góp phần làm nên thành quả tốt đẹp đại lễ Đức Chí Tôn năm đạo thứ 72 này. Và theo đề nghị của ban tổ chức, hội đồng trưởng quản quyết định cấp ban khen đặc biệt cho 48 đơn vị có thành tích xuất sắc trực tiếp khen và triển lãm phục vụ diễn hành và trật tự an toàn của lễ. Tiếp theo, hội đồng trưởng quản sẽ xem xét cấp ban khen cá nhân có thành tích góp phần làm cho cuộc đại lễ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc triển lãm nhân ngày đại lễ Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu 1997. Trân trọng kính mời quý khách cùng ban tổ chức phát ban khen đặc biệt cho các đơn vị. Trân trọng kính chào toàn khách. Thực hiện mô hình giả thiết cổ truyền, hai là ban sản xuất của hội đồng trưởng quản rất là thân thường hòa thường lâu mô hình tôn kính, xin mời ba đơn vị trước đây để lãnh bằng khen. Và trân trọng kính mời đại quân hội trưởng hội đồng trưởng quản phát bằng khen. Sau lưng chụp tới rồi cái này chuyển luôn.
xin mời quý vị về. Ngồi. Đây là một cái đơn vị của mình, thì mình nói ra yêu cầu quý anh em nhớ khi nào tới đơn vị của mình có mời xin mời về. Quỳnh đứng đây, dạ. Thank you.
thẩm mỹ thường ra. Cười quay nè.